Ban biên tập xin được gửi đến lời chào và lời chúc sức khỏe để quý vị khán giả đã luôn quan tâm, đồng hành cùng tin tức 24 giờ. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Cả nước ghi nhận thêm 8.766 ca COVID-19 tại 33 tỉnh thành. Chạy xe hơi vào Đồng Nai đón người về quê, tài xế dương tính COVID-19. Bình Dương tiếp tục xét nghiệm diện rộng, khởi tố đối tượng đưa người vượt biên trái phép tại Hà Giang. Truy đuổi tội phạm một thành viên nhóm săn bắt cướp tử nạn. Cuộc chiến chống Covid-19 tại Nhật Bản bước vào giai đoạn nguy hiểm. Không muốn tái áp đặt lệnh phong tỏa, Đức đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. Tình báo Mỹ, Taliban có thể chiếm Kabul trong vòng 90 ngày. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Cả nước ghi nhận thêm 8.766 ca COVID-19 tại 33 tỉnh thành, Bộ Y tế cho biết trong ngày 11 tháng 8, Việt Nam có 8.766 ca COVID-19 tại 33 tỉnh thành. Số ca mắc mới tại thành phố Hồ Chí Minh gần đây đang đi ngang với 3.416 ca được ghi nhận trong ngày, tính từ 6 giờ đến 18 giờ 30 ngày 11 tháng 8. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, ghi nhận 3.964 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 3.960 ca ghi nhận trong nước với 651 ca cộng đồng, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh là 1.288 ca. Bình Dương 961,

Bình Phước 19, Ninh Thuận 19, Nghệ An 14, Thanh Hóa 13, Quảng Ngãi 5, Hải Dương 4, Quảng Nam 4, Hà Tĩnh 2, Nam Định 2, Bạc Liêu 2, Thừa Thiên Huế 1, Quảng Trị 1, Cà Mau 1. Tính chung trong ngày 11 tháng 8, cả nước ghi nhận 8.766 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 8.752 ca ghi nhận trong nước, với 1.786 ca trong cộng đồng. Tính đến chiều ngày 11 tháng 8, Việt Nam có 236.901 ca nhiễm, trong đó có 2.381 ca nhập cảnh và 234.520 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 232.950 ca, trong đó có 82.380 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Chạy xe hơi vào Đồng Nai đón người về quê, tài xế dương tính COVID-19. Tối 11 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm anh VLQ, 44 tuổi, chú phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, dương tính với COVID-19. Anh Quy là F1 của bệnh nhân NXD, chú huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An, đi từ miền Nam về quê, đã được cách ly tập trung tại trạm y tế phường Quỳnh Thiện. Được biết, ngày 4 tháng 8, anh Quy điều khiển xe hơi 7 chỗ vào Đồng Nai. Anh đi một mình, ăn nghỉ trên xe riêng. Ngày 7 tháng 8, khi vào đến đầu cầu Đồng Nai, anh Quy dừng xe đón anh D cùng anh T.V. Trờ, làm công nhân ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh và cháu TNBA 4 tuổi, con trai anh chờ về quê nhà Nghệ An. Ngày 9 tháng 8 khi trở về nhà, anh Quy có tiếp xúc với vợ con, anh có đưa xe đi rửa, đi ăn sáng cắt tóc. Sau đó anh đến trạm y tế phường Quỳnh Thiện khai báo y tế được cách ly và lấy mẫu gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An. Đối với anh D, đi về trên xe của anh Quy có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào sáng 10 tháng 8 và đang được điều trị COVID-19 bình dương tiếp tục xét nghiệm diện rộng Báo cáo của CDC Bình Dương ngày 11 tháng 8 cho thấy, chiều nay địa phương này ghi nhận thêm 961 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trong ngày lên 1.268 người. Để sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, Sở Y tế tỉnh Bình Dương sẽ đẩy mạnh xét nghiệm tầm soát đợt 2 tại các địa phương và khu công nghiệp. Tuần vừa qua, các địa phương của Bình Dương này đã lấy mẫu test nhanh và RT-PCR cho 237.519 người. CDC tỉnh lấy mẫu PCR cho 44.495 công nhân tại 42 công ty trong các khu công nghiệp. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, với quy mô dân số 2,6 triệu người, trong tháng 8 và 9, tỉnh cần tiêm vaccine cho hơn 2 triệu người trên địa bàn nhằm đảm bảo đủ lao động. Ngày 10 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn hỏa tốc gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc phân bổ vaccine phòng COVID-19. Địa phương này kiến nghị người đứng đầu chính phủ xem xét phân bổ thêm 1 triệu liều vaccine để tỉnh sớm đạt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, đưa cuộc sống người dân trở về trạng thái bình thường mới. Khởi tố đối tượng đưa người vượt biên trái phép tại Hà Giang Bị can là Hầu Nhìa Súng, sinh năm 1987, trú tại thôn Xà Lùng, xã Tả Lùng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, trước đó dạng sáng mùng 4 tháng 8 năm 2021, tại thôn Ngày Lầu, xã Bải Lùng, huyện Mèo Vạc. Lực lượng chức năng của công an tỉnh phát hiện đối tượng Hầu Nhìa Súng đang có hành vi đưa 17 công dân vượt biên trốn đi Trung Quốc. Các công dân này có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh An Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Yên Bái, Bắc Giang, Thanh Hóa, Bắc Cạn, Quảng Ninh và Hải Dương. Trong quá trình điều tra phát hiện một đối tượng trong 17 công dân là Vũ Thị Thái Hậu, sinh năm 1986, thường trú tại khu phố Thanh Nhàn, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số công dân tại tỉnh Bắc Ninh với số tiền khoảng 50 tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã kịp thời thông báo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh để bàn giao đối tượng và giải quyết theo thẩm quyền. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Ngày 9 tháng 8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với hầu nhiều súng về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự. <laughs> Truy đuổi tội phạm, một thành viên nhóm săn bắt cướp tử nạn Đến tối 11 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một thanh niên rơi xuống kênh tử vong khi đang truy đuổi tội phạm. Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người dân đi trên đường nghe tiếng xe máy vụt qua, sau đó có hai xe máy phía sau đuổi theo trên đường kênh Trung Ương. Khi đến địa bàn xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh, một thanh niên chạy đuổi phía sau bị lạc tay lái rơi xuống kênh. Nạn nhân sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Nhận tin báo, công an huyện Bình Chánh đã có mặt tại hiện trường. Phong tỏa ghi lời các nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nguồn tin cho biết nạn nhân tên P, 27 tuổi, là thành viên của một đội săn bắt cướp. Chiều nay khi anh cùng đồng đội truy đuổi hai đối tượng nghi cướp giật thì xảy ra tai nạn. Hiện công an đang trích xuất camera để điều tra vụ việc. Cuộc chiến chống Covid-19 tại Nhật Bản bước vào giai đoạn nguy hiểm. Sức ép của đại dịch COVID-19 đối với hệ thống y tế tại Tokyo và các khu đô thị khác của Nhật Bản đang tiến đến giai đoạn nguy cấp. Đây là cảnh báo của Hội đồng chuyên gia thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đưa ra tại cuộc họp của chính phủ ngày 11 tháng 8. Trong bối cảnh số ca mắc mới tại Nhật Bản tăng lên mức cao mới do biến thể Delta lây lan mạnh, tại cuộc họp các chuyên gia nhận định tình hình dịch tại thủ đô Tokyo có nguy cơ diễn biến xấu đi dù chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 đã tiến triển. Ông Nishiura cũng cảnh báo đến tầm cuối tháng 8, gần 50% trong tổng số 400 giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 nặng sẽ hết chỗ. Bên cạnh đó, chuyên gia y tế cũng cho biết, số người cao tuổi dương tính với virus COVID-19 đang gia tăng gần đây, dù đa số được tiêm vaccine, cho thấy chương trình tiêm vaccine của Nhật Bản gặp hạn chế trong việc ngăn chặn đại dịch. Tokyo đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 lên tới 4.200 ca trong ngày 11 tháng 8, tiếp tục vượt mức 4.000 ca một ngày sau một thời gian ngắn giảm xuống. Không muốn tái áp lệnh phong tỏa, Đức đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. Đức sẽ đẩy nhanh chiến dịch xét nghiệm và tiêm phòng cho người dân nhằm tránh tái áp dụng biện pháp phong tỏa để khuyến khích những người còn chần chừ tích cực tham gia chiến dịch tiêm chủng. Từ ngày 11 tháng 10 tới, Đức sẽ chấm dứt việc chi trả cho các xét nghiệm nhanh sàng lọc người nhiễm COVID-19. Theo đó, những người chưa tiêm chủng sẽ phải tự trả tiền khi làm xét nghiệm nếu họ muốn tham gia các hoạt động cộng đồng, ngoại trừ những người không được khuyến nghị tiêm chủng hoặc không thể tiêm chủng vì lý do sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ mang thai, trẻ em và thanh niên dưới 18 tuổi. Đến nay Đức đã tiêm phòng đầy đủ cho 55% dân số, nhưng hiện tốc độ tiêm phòng đang chậm lại. Tình báo Mỹ, Taliban có thể chiếm Kabul trong vòng 90 ngày. Một quan chức Mỹ cho biết giới tình báo nước này đã lập ra báo cáo đánh giá về thời gian mà quân đội Afghanistan có thể hứng chịu được các đợt tấn công của Taliban sau khi binh lính nước ngoài rời đi. Với những bước tiến thần tốc trong thời gian gần đây, như việc chiếm được 8 tỉnh trong hơn một tuần, tình báo Mỹ cho rằng Taliban có thể đánh chiếm được Kabul trong 90 ngày. Quân đội Afghanistan đã hứng chịu thất bại mới nhất khi để thành phố Faisabed, thủ phủ tỉnh Bajakskan, rơi vào tay Taliban hôm 11 tháng 8 năm 2021. Tình hình căng thẳng leo thang khiến Tổng thống Afghanistan Ghani phải tới maja al Sharif khẩn cấp để tập hợp các cựu lãnh chúa giúp bảo vệ thành phố lớn nhất ở phía bắc đất nước này. Ông cũng ra lệnh thay thế tổng tư lệnh quân đội Wali Amazai bằng tướng Hilabura Arizai, người đang đảm nhiệm vai trò chỉ huy quân đoàn đặc nhiệm của quân đội Afghanistan. Tình hình tại Afghanistan đã trở nên vô cùng căng thẳng sau khi binh lính Mỹ tuyên bố rút quân khỏi quốc gia này. Theo các nhà ngoại giao phương Tây, Taliban giờ đã chiếm được 65% lãnh thổ Afghanistan. Đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật, những tin tức diễn ra trong ngày của tin tức 24 giờ. Mọi ý kiến trái chiều xin mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận dưới video này để ban biên tập của chúng tôi kịp thời xử lý và phản hồi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.